Hello đầy, xin chào tất cả các bạn nha. Đã trở lại với kênh đầy sầu riêng và mình là Tư Đầy. Hôm nay mình trở về cái vườn nhà của mình. Thì mình vườn nhà mình đi nhiều quá cho nên là nó không có được đẹp, nó xấu, cho nên sắp tới, thời gian sắp tới mình cũng dành thời gian nhiều để mình chăm cho cái vườn nhà mình thêm. Thì hiện tại thì cái ra bông này cũng một khuôn trên kia nó ra bông rồi, còn khuôn này thì nó ra bông đợt rồi, nó bị gầy đánh hơi ra bông lọt tọt đó các bạn, cho nên là mình chưa có xử lý ra một số bông mà mình bỏ, mình sẽ bỏ, mình không lấy ha, mình bỏ bông luôn đó. Đây là một số bông này nhưng mà mình bỏ, mình không lấy ha. Đó, thì mình sẽ lấy một cây đọt nữa các bạn, nó chuẩn bị đi cơi nè. Mình chuẩn bị mình lại xịt rồi thì mình bỏ bê nó quá cho nên là nó xấu, thì mình chuẩn bị mình lấy một cây đọt cho nó cũng phơi lá đi. Thì cái khuôn trong này khoảng 20 cây này nè, cây tơ như thế nè, thì mình sẽ ứng dụng năm nay mà cái đợt làm trái này mình sẽ ứng dụng một cái phương pháp hoàn toàn mới bạn, phương pháp hoàn toàn mới bằng cái phương pháp nói chung mà sinh học các bạn. Mình sử dụng cái loại sinh học, mình sẽ mình làm bông 20 cây này để mình cập nhật, mình quay lên cho tất cả bạn xem ha. Đó. Thì mình ức chế của mình xin bằng những sản phẩm mà nó thân thiện ha. Mình test thành công vườn nhà rồi mình mới làm, mình mới đi ứng dụng cho vườn của anh em, vườn khách hàng của mình. Đó. Đây, cho mọi người xem, mình đang xịt tăng trưởng rồi, mới xịt xong nè. Đó, nó ướt ướt nè. Để mình lấy một cái cơ đọt. Lá rất là dày ha, tại vì mình bỏ mình đi quá mình không có làm nó cho nên là nó không có được đẹp không, nhưng mà mình lấy cái cơ này cho nó phủ lá luôn để mình làm lại nha. Đó. Đây cái cây đó. Đây. Thì mà giới thiệu với mọi người là cái cây này là cái cây ba cái cây này nè, là ba cái cây thử thuốc của mình nè. Đó, ba cây tơ mà mình thử thuốc nè. Đấy. Nói chung cái sản phẩm nào mà về tay của mình rồi á thì mình cũng đưa mình test vừa vô đây ha, để mình test như thế nào rồi mình mới cho anh em áp dụng. Thì cái cây này mọi người thấy được rồi nè, rồi rồi đây xịt cái công thức mà nó dưỡng đọt nè, nó có lá nó dày mo nè, đẹp ghê không. Cái cây này ngày xưa thì nó bị suy, nó không phát triển được cho nên là mình cắt ngang cái đầu nó nữa. Đó, bắt đầu dưỡng hai cái chồi, hiện tại giờ nó hai cái chồi hai bên đây, chồi đây mình cắt cái đầu đó rồi, còn cái này là chồi chính thì mình đưa thẳng lên trên kia nó mù qua lấp lại nữa, mình cuộc này vô thì không sao ha. Đó. Đây thì cái cây này cũng là một cây để thử thuốc thử phân thuốc nha mọi người, có gì đó là phải đưa nó đâu, đẩy nó đây trước nha. Đó. Mình làm việc bây giờ là mình phải test quy trình làm bông hay là đậu trái gì đó, mình phải test hết rồi mình mới đem mình áp dụng. Đây, đây là những cây thử thuốc của mình nè, toàn là những cây mà hồi đó bị si nè, bị cắt đầu mình ghép lại không là thấy không. Đó. Cái này á mình nữa, mình lấy cái cưa á mọi người, mình cắt xéo vậy nè, đó, cắt xéo cái phần mà nó mục thế này nè, cho cái phần da này nè nó kéo gom lại thì nó mới lành được cái phần này nha. Đó, cái này phải cắt nha, lấy máy cưa cắt xéo vậy nè, cắt xéo cái đường này nè. Đó, cái đường này giờ nó kéo ra tới đây rồi nè, giờ mình cắt xéo chỗ này cho phần da này nó ôm lại hết luôn ha. Đó. Rồi thì mình qua đây, đây là một cây thử thuốc nữa nè, ba cây đó mọi người thấy không, mình thử thành công vậy mình mới cho áp dụng trên những cái vườn tơ của anh em, rồi vừa làm bông làm trái này mình cũng phải áp dụng thử thuốc trên cái vườn nhà mình trước đi, hy sinh vườn nhà đó. Rồi mình mới tính tới chuyện là mình đưa cho anh em sử dụng. Đấy. Ok ha. Rồi cái cây này được rồi, cái cây này nó bị chỗ trà nè. Mình đi gầy đến chỗ trà luôn nè. Bây giờ thì mình lấy một cơ một và cái lá nó như thế này rồi nè mọi người. Thì cái này nó cũng có một số bông ra bông rồi, nhưng mà mình không là chỗ trà, nhưng mình lấy lại cái lá nó bự rồi nè thấy không. Đó. Ok chưa? Đó. Thì nó có một số bông. Đấy. Cái bông đây. Đây nhưng mà chắc mình bỏ ha, mình bỏ bông quá để mình lấy thêm cây đọt nữa rồi mình làm trái luôn
ý mình là mình muốn lấy thêm một cơ đọt nữa. Đấy. Mọi người thấy nè, đó. Mình thấy cái lá không? Đấy. Nó phải như vậy. Nó phải ok như vậy thì mình mới lá dày nè, thấy không? Đó, ở dưới mình vẫn đi hữu cơ rất là mạnh nha. Ở trên mình sử dụng những cái dòng phân mà nó hấp thụ cao quá, dinh dưỡng cao, dinh dưỡng mà hấp thụ nó cao, nó cân bằng thì cái cây của mình nó mới lá nó mới dày được nha. Thì mọi người thấy nè, là cái ở trên đó nó bị chỗ chà nè, thấy không? Đó, chỗ chà đó, đầy chỗ chà đó. Nhưng mà không sao đâu mọi người ơi. Cái này mình hứa với mọi người là mình lấy được một cây nữa là phủ phê lá ha, là làm trái luôn, nuôi trái nó ngon lành luôn. Nè, đó. Đợt rồi nó cũng bị chỗ chà, cái lá nó cũ quá, nó thay hết cái dàn lá cũ luôn nè. Nó thay hết cái dàn lá cũ luôn. Bây giờ nó là dàn lá mới hết rồi. Mà thấy cái lá nè, kinh không? Mà nó dày nha. Đó. Thì ok các bạn ha. Thì sắp tới mình sẽ tập trung vào vườn nhà nhiều hơn để mình chăm, chứ mình đi mình bỏ quá thì cũng tội nghiệp đó. Nói chung là cái này là chén cơm chính của mình. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Nhớ ủng hộ đầy sầu riêng từ đây. Đấy, mình cũng là mình nha các bạn. Thì mình đây, quay một vòng lên cho các bạn xem ba cây thử thuốc. Đấy, ok ha. Rồi, ok.